Các anh chị em yêu audio trên toàn quốc, quý vị và các bạn đang đến với kênh Tết Âm Thanh của cửa hàng audio Bãi An Giang. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý vị một dàn âm thanh của Nhật, gồm đôi loa Technic SP5000 và chiếc âm ly Pioneer SA8900. Technic SP5000 sở hữu bass 25, màn giấy gân vải nha quý vị, và một chiếc giấy ở phía trên. Ha, thiết kế hai thớt nhìn rất là đẹp, rất là đặc biệt, rất là lạ mắt. Loa nguyên zin nguyên bản 100% hết nha quý vị. Hành quách góc cạnh thì cực kỳ đẹp quý vị, tuyệt vời ha. Đó, quý vị không phải chê chỗ nào hết. 8 ohm 75W nha quý vị, máy trình ra bằng. Loa rất đẹp nha quý vị. Đây thì có một cái chép là do chép này màng nó rất mỏng quý vị, nếu mà lỡ tay sờ vào thì nó rất dễ bị rách. Thì nó đã bị một bên thì em đã cho kỹ thuật xử lý lại luôn nha quý vị. Con thì nguyên zin nha quý vị. Con trong này thì nguyên zin, màng thì này thì cũng zin, mình xử lý lại tí xíu chỗ này thôi. Kèo chỗ này thôi ha. Do cái màng chép nó không có dao động cho nên là quý vị cứ yên tâm mà sử dụng ha, 10 năm 20 năm nó cũng không sao hết. Mà chỉ có màng bass dao động, còn màng chép thì nó sẽ không dao động nha quý vị, nên cứ yên tâm mà sử dụng nha. Thì em đã xử lý rồi, xử lý nó dính lại đây hết, quý vị yên tâm ha. Con quan trọng là cái con bên trong nó vẫn còn zin và màng nó vẫn còn zin ha. Còn bên đây thì đẹp xuất sắc nha quý vị. Nói chung là bass thì hai bên là nó đẹp xuất sắc hết, chỉ có chép là một bên nó bị như vậy thôi. Đó, còn bên đây là còn ok nha quý vị, rất đẹp ha. Nói chung cái màn chép nó không dao động cho nên chúng ta không lo đâu quý vị. Rất đẹp nha quý vị, thành quách góc cạnh ha. Technic SP5000 75W. Đây quý vị, thành quách góc cạnh. Đôi loa này giá 3.500.000 đồng, bao ship toàn quốc nha quý vị, 3.500.000 đồng bao ship toàn quốc. Đây cần đây nha quý vị, rất đẹp. Đây cần ở trên này thì em cũng cho phục hồi lại luôn nha quý vị, do nó vận chuyển về cái lưới trên đầu này á, trên bãi á, thì nó chất đóng lại với nhau cho nên nó rất dễ gãy. Nó gãy thì em cho phục hồi lại, nói chung là y zin luôn nha quý vị. Đó, rồi giá 3.500.000 bao ship toàn quốc nha quý vị. Loa nguyên zin nguyên bản nha quý vị, khẳng định. Rồi tiếp theo là con ly Pioneer SA8900 nha. Con này đánh 8 sò sắt, mặt khoen nhôm trắng, rất là đẹp. Con này đẹp xuất sắc nha quý vị, xuất sắc. Chỉ có cái nút ba lăng này nè quý vị. Cái nút này là thường mấy cái si nó hay bị chóc lắm nha, cái nút này thì cũng vậy thôi. Nó cho nên nó chóc như vậy, nhìn nó ấy nha. Thường cái nút si của những cái dòng 89, 88 nó rất, hầu như là con nào nó cũng bị chóc 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 vậy chứ quý vị.
nhưng mà nó nhìn, nói chung nhìn vào thì cũng rất đẹp, không không xấu nha baby. Chung con này thì đẹp xuất sắc rồi, chỉ có chữ C đó thôi, zin nguyên bản 100% hết. Giờ em sẽ mở nắp cho quý vị xem nha. Dở nắp lên cho quý vị xem nha. Cực đẹp quý vị, gột gàng phải nói. Những con Ly 89 này thì nó được sản xuất vào năm 1970-75, thì nó cũng đã 40-50 năm rồi, nhưng mà không ngờ cái mặt nó còn đẹp như vậy quý vị. Sexy nè. Dòng sexy của Vina mà như vậy là tuyệt vời nha, bị rồi ăn đó nha quý vị. Đây quý vị xem ha, 8 cái sò sắt xanh ken đây nè, xin nguyên bản hết, 8 sò sắt xin nguyên bản hết, gột gan rất là đẹp luôn, rất là đẹp quý vị ha, cực đẹp. Xin nguyên bản hết phía sau đây à, rất là đẹp luôn. SA8009 công suất 140W, đánh hai cầu loa AB và A cộng B, chở kháng từ 4 tới 16 ohm nha quý vị. Con này thì bên em bán ra với giá 5 triệu đồng bao ship toàn quốc cho quý vị, 5 triệu đồng bao ship toàn quốc cho quý vị nha. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn.